Xin chào, tôi là Trần Tuấn Hải, năm nay tôi 24 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chuyên ngành tôi theo học là Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sở thích của tôi là âm nhạc và thể thao. Mục đích tôi theo học chuyên ngành này là để có thể tìm hiểu và hơn hết là mang những ứng dụng và những khoa học tiên tiến của những nền nông nghiệp lớn trên thế giới như Israel, Mỹ ứng dụng vào Việt Nam, qua đó có thể giúp bà con kiếm được thêm thu nhập từ nông nghiệp. Mong muốn của tôi là được hợp tác với các viện nghiên cứu để có thể tiếp tục tìm tòi, phát triển, sáng tạo ra các giống vật nuôi, cây trồng mới, giúp cho bà con nông dân tăng sản lượng, phát triển nông nghiệp nước nhà, sánh ngang với các nước trên thế giới. Tôi hy vọng tôi sẽ được trao cơ hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.